Ok, hello bạn, chào mừng bạn quay lại kênh. Chúng ta sẽ đến với phần chơi event mới trong phiên bản nè. Yeah. Đầu tiên làm xong vụ nha, mình mới chơi được. Chi tiết sự kiện. Thì chủ đề hôm nay là chụp mấy con quái vật nó có cánh đấy. Thì bạn sẽ chụp được 10 lần. 10 lần thì sẽ nó sẽ ngẫu nhiên ra 5 loại này. Thì đủ 5 loại này sẽ đổi được thưởng. Được 7, tối đa là 7 lần nha. Cái này sau khi chụp xong là sẽ qua ngày hôm sau sẽ mất nếu mấy bạn dư á. Rồi. Phần thưởng là 60 viên thạch. Thôi đi chụp Navigating. Rồi nhớ trang bị nha. Bấm đạo cụ bắp trang bị. Sau đó chạy lại bấm nút yes để chết thì tại dùng chân ly tạo khiên lên. Để đưa cái hình vô chờ chút nó chụp tự lấy cảnh đó. Nhớ là mỗi con mỗi riêng biệt nha, đủ 5 con chưa đã, đây còn nhiều 4 con nữa. Bạn không thể chờ một con mà chụp ra được nhiều ảnh, là mỗi con chỉ được một ảnh thôi. Đây đây có một con nữa. Stabilize. Yo. Đó, thì tôi đã đổ được 5 ảnh. Vô phần này. Đổ ảnh phù hợp, đi về đây. Tôi tưởng nhận được nhận tại chỗ nhưng mà không, bắt phải đi về chỗ NPC luôn chứ. Sẽ nhận đổi đó là ăn đã có 60 viên thạch, nhớ là được chỉ được đổi 7 lần thôi nha. Để phần tặng ta. Hết rồi, video đến đây rồi. Cảm ơn anh em theo dõi. Hẹn lại anh em những video sau. See ya. Đừng quên bấm like, share các kiểu.